Việt Nam 23-01 rút ngắn. Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016-2021. Cụ thể, tại quyết định 285/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, do bị kỷ luật về đảng theo quyết định số UBKTTW ngày 26 tháng 1 năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại quyết định 284/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, do bị kỷ luật về đảng theo quyết định số UBKTTW ngày 26 tháng 1 năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trước đó, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp 21, 22 ngày 3, 24 và 25 tháng 1, những vi phạm, khuyết điểm của ông Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và ông Huỳnh Khánh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam là nghiêm trọng. Ảnh báo Quảng Nam. Ông Huỳnh Khánh Toàn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đinh Văn Thu và ông Huỳnh Khánh Toàn. Ông Đinh Văn Thu và ông Huỳnh Khánh Toàn sau đó đã nghiêm túc kiểm điểm và cho rằng những vi phạm, khuyết điểm đã được Trung ương kết luận là khách quan, chính xác, đã chỉ ra bài học sâu sắc cho mỗi cá nhân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương. Theo trí thức trẻ,